Liên Xô tháng 4 năm 1967 tràn ngập sự phấn khởi, hào hứng khi chuẩn bị phóng tàu vũ trụ Soyuz 1, Liên Hợp 1. Đây sẽ là sứ mệnh có người lái đầu tiên trên phi thuyền mới nhằm kiểm tra các quy trình neo tàu trên không gian, một bước quan trọng cho tham vọng đổ bộ lên mặt trăng. Phi hành gia được chọn cầm lái tàu Soyuz 1 là Vladimir Komarov, một người kỳ cựu từng tham gia sứ mệnh không gian Voskhod 1, Hừng Đông 1 năm 1964. Ông cũng là cựu phi công thử nghiệm trong không quân Liên Xô và là một trong những người có tuổi đời, kiến thức và kinh nghiệm dày dặn nhất trong chương trình không gian của Moscow khi đó. Nhưng chuyến bay định mệnh ngày 23 tháng 4 năm 1967 lại gặp hàng loạt vấn đề. Phi hành gia Komarov không thể trở về trái đất an toàn. Ông rơi từ không gian xuống mặt đất, thi thể cháy đen và được nhớ đến là người đầu tiên tử vong khi bay vào không gian. Vài tháng trước, ba phi hành gia NASA cũng qua đời trong sứ mệnh Apollo 1 vào tháng 2 năm 1967, nhưng họ thiệt mạng trong vụ cháy khi thử nghiệm trên mặt đất. Komarov tham gia thử nghiệm tàu Soyuz 1 trong bối cảnh cuộc chạy đua không gian giữa Mỹ và Liên Xô. Đến nay, còn nhiều chi tiết không rõ ràng trong các sự kiện dẫn đến thảm kịch của phi hành gia Liên Xô. Nhưng nhiều người cho rằng cái chết của ông là một minh chứng cho cuộc chạy đua chinh phục vũ trụ không điểm dừng thời chiến tranh lạnh. Theo trang Daily Telegraph của Úc, có nhiều giai thoại về tiếng thét của phi hành gia Komarov được ghi âm khi tàu vũ trụ của ông rơi trở lại trái đất. Tuy nhiên, điều này không được kiểm chứng. Theo tài liệu lưu trữ của chính phủ Nga, trước khi tàu vũ trụ Soyuz gặp sự cố, phi hành gia Komarov đã nói: "Tôi cảm thấy thật tuyệt vời, mọi thứ đang diễn ra trật tự." Và giây sau, ông nói: "Cảm ơn mọi người đã truyền tín hiệu, việc tách tàu đang diễn ra." Người đầu tiên qua đời trong không gian có tên khai sinh là Vladimir Mikhailovich Komarov, chào đời ngày 16 tháng 3 năm 1927 ở thủ đô Moscow. Cha của ông, Mikhail, là người lao động, làm đủ mọi nghề như quét đường, khuôn vác, trông coi sân vườn, thợ sửa xe và thợ tiện. Komarov cũng thừa hưởng năng khiếu cơ khí của cha mình, từng chế tạo máy bay mô hình khi còn rất nhỏ. Komarov học giỏi toán ở trường nhưng chưa bao giờ giỏi viết luận. Việc học bị gián đoạn do đệ nhị thế chiến và Komarov đi làm thuê trong một trang trại tập thể. Đến năm 1942, ông gia nhập lực lượng không quân đặc biệt số 1 Moscow, được đào tạo trở thành phi công và tốt nghiệp loại xuất sắc năm 1945. Khi đang phục vụ với tư cách là phi công chiến đấu ở thành phố Grozny năm 1950, ông đã gặp và kết hôn với Valentina Kiseyeva, người vừa tốt nghiệp ngành sư phạm và mến mộ tình yêu của Komarov với bầu trời. Ông từng nói, ai đã từng bay một lần, ai đã lái máy bay một lần sẽ không bao giờ muốn chia tay máy bay hay bầu trời. Năm 1954, ông trở lại thủ đô Nga để tiếp tục học tập tại Học viện Kỹ thuật Không quân. Tốt nghiệp năm 1959, ông trở thành phi công bay thử nghiệm tại Bộ Quốc phòng. Tiếp đó, Komarov nhanh chóng được mời tham gia chương trình không gian của Liên Xô và là một trong những nhà du hành vũ trụ đầu tiên vào tháng 3 năm 1960. Lúc này, Thế chiến thứ hai đã trở thành một ký ức khá xa và rõ ràng không gian vũ trụ đang trở thành chiến trường tiếp theo trong cuộc chiến tranh lạnh. Năm 33 tuổi, ông là nhà du hành lớn tuổi thứ nhì lúc bấy giờ, chỉ sau đồng nghiệp Pavel Pereyaev, 34 tuổi. Trong thời gian này, Komarov đã thân thiết và phát triển quan hệ bền chặt với những người khác, nhiệt tình giúp đỡ họ trong học tập nên còn được mệnh danh là giáo sư. Người bạn thân thiết nhất của Komarov không ai khác chính là Yuri Gagarin, người đầu tiên bay vào vũ trụ vào tháng 4 năm 1961. Trong khi đó, bước đột phá đầu tiên trong sự nghiệp du hành vũ trụ của Vladimir Komarov là vào tháng 10 năm 1964 với tư cách chỉ huy Hừng Đông 1, sứ mệnh không gian đầu tiên có nhiều hơn một phi hành gia. Hai cộng sự của ông là kỹ sư Konstantin Feltiskov và bác sĩ y khoa Boris Yegorov. Nhiệm vụ cũng rất đáng nhớ vì nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev đã nói chuyện với họ qua đài phát thanh khi con tàu ở trong không gian. Với thành tích của Hừng Đông 1, Komarov đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô ở tuổi 37. Tên ông cũng được đặt cho một con tàu đánh cá khổng lồ sắp được hạ thủy. Năm 1967, nhân dịp kỷ niệm 50 năm cách mạng tháng 10, đại tá không quân Xô Viết, nhà du hành Vladimir Komarov được cử thực hiện chuyến du hành lịch sử vào vũ trụ trên tàu Soyuz 1. Sứ mệnh này đặt ra mục tiêu đầy tham vọng. Hai tàu vũ trụ sẽ đến điểm hẹn ở quỹ đạo tầng thấp trái đất. Komarov sẽ đậu con tàu của mình ngay cạnh tàu kia, sau đó thực hiện cuộc đi bộ ngoài không gian giữa hai con tàu. Tuy vậy, cả Komarov và Gagarin được cho là từng bày tỏ lo ngại về mức độ sẵn sàng của tàu Soyuz cho các nhiệm vụ có người lái.
chứ chưa nói đến việc neo đậu trong không gian. Một câu chuyện chưa được xác minh khác cho rằng Komarov nghi ngờ nhiệm vụ có thể kết thúc trong bi kịch, nhưng nhất quyết đi thay cho người bạn thân thiết Gagarin, khi đó là một anh hùng nổi tiếng và báu vật quốc gia của Liên Xô. Vào lúc 3 giờ 35 phút sáng ngày 23 tháng 4 năm 1967 theo giờ Moscow, từ căn cứ vũ trụ Baikonur, hiện nay nằm ở Kazakhstan, lần đầu tiên việc phóng tàu du hành không gian vào ban đêm đã được thực hiện với con tàu Soyuz 1 thuộc thế hệ tàu vũ trụ kiểu mới chở theo phi hành gia Komarov. Theo kế hoạch định sẵn, đúng 24 tiếng đồng hồ sau, tên lửa đẩy sẽ đưa con tàu Soyuz kế tiếp lên quỹ đạo cùng ba nhà du hành là Valery Pikovsky, Yevgeny Kunov và Alexei Yeliseyev. Tiếp đó, Kunov và Yeliseyev sẽ đi bộ ra ngoài không gian lên tàu Soyuz 1 để cùng Komarov trở về mặt đất, còn Pikovsky sẽ một mình tiếp đất với tàu Soyuz 2. Sứ mạng này nhằm chuẩn bị cho giai đoạn đổ bộ thám hiểm mặt trăng trong chương trình Soyuz tiếp nối trong tương lai gần. Thật không may, khi vừa lên tới quỹ đạo thì một tấm pin mặt trời trên Soyuz 1 không chịu mở ra, khiến con tàu không đủ điện duy trì việc xử lý các định chế tự động, buộc Komarov phải điều khiển bằng tay. Cơ quan chỉ huy dưới đất dự tính đưa nhóm phi hành gia thuộc Soyuz 2 lên sửa chữa khắc phục sự cố, giúp Soyuz 1 trở lại hoạt động bình thường. Nhưng một cơn bão lớn thổi ngang Baikonur khiến kế hoạch phải hủy bỏ. Cuối cùng, Komarov được hướng dẫn hủy bỏ mục tiêu neo tàu trong không gian và tập trung trở lại trái đất. Sau 24 giờ và 16 vòng quanh trái đất, Komarov dự kiến sẽ quay trở lại bầu khí quyển, nhưng ông tiếp tục gặp khó khăn khi điều khiển và không thể giảm tốc. Phi hành gia đã phải bay thêm 2 vòng quanh trái đất trước khi có thể quay trở lại khí quyển một lần nữa. Gagarin, một trong những cuộc trao đổi bình tĩnh, đã truyền đạt những chỉ dẫn cuối cùng về việc hạ cánh của Komarov. Trong nỗ lực cuối cùng trở lại hành tinh xanh, tàu Soyuz hạ xuống độ cao 7 km. Đáng lẽ một chiếc dù sẽ buông ra để hạ cánh, thế nhưng phần dây dù đã bị rối trong lúc con tàu cố gắng quay lại khí quyển. Vì không có dù dự phòng, con tàu rơi xuống mất kiểm soát và đâm sầm xuống đất cách thành phố Orenburg 275 km về phía đông nam. Phi hành gia Komarov thiệt mạng ở tuổi 40 trong cú nổ ngày 24 tháng 4 năm 1967. Sau cú hạ cánh thảm họa, Komarov đã được tổ chức tang lễ cấp nhà nước. Công chúng đã đến tưởng niệm ông ở Moscow và tro cốt của ông đã được chôn trong bức tường của Điện Kremlin. Điều đáng buồn là vợ của Komarov đã không được thông báo trước về vụ phóng Soyuz 1 và chỉ hay tin khi ông đã đi vào không gian, nên đã không thể nói lời tạm biệt cuối cùng với chồng. Gagarin qua đời trong một vụ tai nạn máy bay chưa đầy một năm sau cái chết của người bạn thân. Bất chấp những nguy hiểm, cả Liên Xô và Mỹ vẫn tiếp tục các chương trình thám hiểm không gian của họ. Mỹ đã đưa người lên mặt trăng năm 1969. Năm 1971, một tấm biển tưởng niệm và tác phẩm điêu khắc có tên Fallen Astronaut, những nhà du hành đã ngã xuống, được đặt lại trên mặt trăng để tưởng nhớ Komarov cùng 13 nhà du hành vũ trụ của Liên Xô và Hoa Kỳ đã thiệt mạng khi làm nhiệm vụ. Hàng chục năm sau, Vladimir Komarov vẫn được hậu thế nhớ đến là nhà du hành đầu tiên bay lên không gian hai lần, cũng là phi hành gia đầu tiên thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ trên khoảng không vũ trụ. Bài học từ sự cố con tàu do Komarov điều khiển đã thúc đẩy chương trình Soyuz chinh phục không gian ngày càng hoàn thiện hơn và đang tiếp tục được duy trì hiệu quả cho dù gần nửa thế kỷ đã trôi qua. Đến đây, chương trình khoa học vũ trụ hôm nay xin khép lại. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong tập phát sóng mới lúc 10 giờ sáng mai.